đáng chú ý ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Thưa quý vị, Công an tỉnh Thái Bình thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra tại xã Trung An, huyện Vũ Thư, khiến ba người trong một gia đình tử vong. căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra nhận định. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc ba người, ba thế hệ trong một gia đình tử vong là do Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1985, con gái ông Nguyễn Trường Xuân gây ra, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Như đã đưa tin, khoảng 6 giờ ngày 4 tháng 6, người nhà phát hiện ông Nguyễn Trường Xuân, sinh năm 1938, trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tử vong trong phòng ngủ, trên người có 4 vết thương gia đình nghi ngờ ông xuân bị người thân sát hại nên đã giấu không trình báo cơ quan công an tuy nhiên qua công tác nắm tình hình quản lý địa bàn công an huyện vũ thư đã phát hiện sự việc có dấu hiệu hình sự nên khẩn trương báo cáo công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và các hoạt động điều tra theo quy định Quá trình mở rộng hiện trường, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện xác chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1985, là con gái ông Xuân và cháu NHMH, sinh năm 2019, con trai chị Hương, ở sông phía trước cửa nhà. Cơ quan điều tra bước đầu nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Nguyễn Thị Hương gây ra. Trước khi xảy ra sự việc, Hương đã nhiều lần cãi cọ, xô sát, cầm dao đe dọa bố mẹ đẻ. Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình tập trung chỉ đạo điều tra làm rõ. Thưa quý vị, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, sinh năm 1977, sau khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Esimbank chi nhánh Ba Đình, đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối lừa chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của 100 bị hại có nhu cầu gửi tiền, mua đấu giá tài sản. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy Vụ án xuất phát từ ngày 12 tháng 6 năm 2022, khi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy nhận đơn của bà NTH, sinh năm 1979, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, tố cáo Vũ Thị Thu Nhung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng thông qua hành vi làm giả các chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút vốn linh hoạt tại ngân hàng Bank. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã nhận được thêm đơn của nhiều cá nhân tố cáo Vũ Thị Thu Nhung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền với thủ đoạn tương tự. Viện Kiểm sát xác định năm 2013, Vũ Thị Thu Nhung được bổ nhiệm chức vụ làm Phó Giám đốc Ngân hàng Exim chi nhánh Ba Đình. Bị cáo được giao nhiệm vụ phụ trách huy động vốn các khách hàng cá nhân tại ngân hàng. Từ năm 2014, do cần tiền để trả nợ và sử dụng chi tiêu cá nhân, Vũ Thị Thu Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra thông tin không có thật với những người quen biết về việc ngân hàng Exim Bank chi nhánh Ba Đình. Nơi Vũ Thị Thu Nhung đang làm việc có nhiều chương trình tiền gửi ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có quan hệ nội bộ trong ngân hàng, với lãi suất cao và quà tặng chăm sóc khách hàng có giá trị, mục đích để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm. Cụ thể các chương trình Vũ Thị Thu Nhung đưa ra như chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên tại ngân hàng Eximbank với lãi suất 7,5% một năm cùng quà tặng chăm sóc khách hàng hàng tháng. Chứng chỉ tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi trong giao dịch tài chính. Trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên tại ngân hàng Eximbank với lãi suất cao từ 12 đến 32% một năm viện kiểm sát cáo buộc các chương trình tiền gửi này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo ngân hàng exim bank nên không phát hành rộng rãi khi người có nhu cầu chuyển tiền vào tài khoản vũ thị thu nhung sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản nội bộ của exim bank chi nhánh ba đình gửi lại chứng từ và chuyển lại tiền gốc và lãi khách để nhận tiền của khách hàng vũ thị thu nhung mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng việt tin banh vib exim bank VIP, e BIDV mang tên Nhung và cung cấp cho các khách hàng. Theo Viện Kiểm sát, sau khi khách chuyển tiền vào các tài khoản của Vũ Thị Thu Nhung, bị cáo sử dụng máy in làm giả các chứng từ xác nhận nhận tiền theo mẫu, đóng dấu xác nhận của ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình để chuyển lại cho khách hàng. Ngoài các chương trình đưa ra, Vũ Thị Thu Nhung còn chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng bằng phương thức đưa thông tin gian dối về việc Eximbank chi nhánh Ba Đình tổ chức bán đấu giá tài sản nợ xấu tại ngân hàng. Phục vụ mục đích này, Nhung thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam. Bản thân giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh năm 1980, trú quận Thanh Xuân làm tổng giám đốc công ty. Khi có khách hàng tìm đến, Vũ Thị Thu Nhung giới thiệu thẳng, đây là công ty sân sau của nội bộ lãnh đạo S bank là đơn vị kết hợp cũng với SCbank chi nhánh Ba Đình đứng ra tổ chức các cuộc đấu giá thanh lý tài sản nợ xấu tại ngân hàng. Nếu khách hàng có tiền gửi ký quỹ để tham gia đấu giá vào tài khoản của công ty mở tại các ngân hàng Việt Tim Banh, PV Combine thì sẽ được chia lợi nhuận cao, thời gian ký quỹ ngắn 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày tùy vào từng loại tài sản và tùy vào từng khách hàng. Hết thời gian ký quỹ, khách hàng sẽ được nhận lại toàn bộ tiền gốc và được chia tiền lợi nhuận cao với giá trị từ 10 đến 14% trên số tiền nộp ký quỹ. Sản phẩm đấu giá là các hình ảnh về thừa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được Vũ Thị Thu Nhung lấy của các cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Những hình ảnh này, Vũ Thị Thu Nhung lưu hình ảnh trên máy điện thoại tiện cho việc giới thiệu với khách hàng. Do tin tưởng những thông tin Vũ Thị Thu Nhung giới thiệu là thật, các khách hàng đã gửi tiền tiết kiệm và tiền ký quỹ đầu tư mua bán tài sản đấu giá nợ xấu thanh lý tại ngân hàng Eximbank cho Vũ Thị Thu Nhung. Sau khi nhận tiền, Vũ Thị Thu Nhung không thực hiện như đã cam kết mà sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền gốc, tiền lãi, tiền quà tặng chăm sóc khách hàng hoặc tiền lợi nhuận cho những người nộp tiền. Thực tế, Viện Kiểm sát xác định Vũ Thị Thu Nhung sử dụng tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước. Số tiền còn lại, Vũ Thị Thu Nhung chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân và chi tiêu hết. Một thủ đoạn khác được cơ quan truy tố nêu trong cáo trạng là Vũ Thị Thu Nhung có hành vi làm giả với số lượng lớn nhiều tài liệu của Exim Bank chi nhánh Ba Đình, như chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên. Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ tại ngân hàng Exim Bank. Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn hợp đồng tiền gửi ký quỹ trong mua bán thanh lý đấu giá các tài sản nợ xấu tại ngân hàng Eximbank, thư bảo lãnh cam kết của ngân hàng Eximbank và đưa cho các bị hại. Mục đích để họ tin tưởng và tiếp tục nộp tiền cho Vũ Thị Thu Nhung để nhờ gửi tiền tiết kiệm, nộp tiền ký quỹ đầu tư mua bán, đấu giá thanh lý tài sản nợ xấu. Xong cũng bị Vũ Thị Thu Nhung chiếm đoạt. Toàn vụ án, Viện Kiểm sát cáo buộc từ năm 2014 đến tháng 5 năm 2022. Vũ Thị Thu Nhung đã chiếm đoạt tiền của khoảng 100 bị hại với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra xác định có 46 bị hại trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể, đã chuyển tiền cho Vũ Thị Thu Nhung với tổng số hơn 788 tỷ đồng. Vũ Thị Thu Nhung đã sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại với tổng số tiền hơn 477 tỷ đồng. Hiện số tiền Vũ Thị Thu Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỷ đồng. Hiện bị cáo Vũ Thị Thu Nhung không có khả năng khắc phục hậu quả và phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Thưa quý vị, Hạt Kiểm Lâm, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo nhanh vụ việc một lái xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra phương tiện của lực lượng kiểm lâm gây tai nạn cho người thi hành công vụ. Cụ thể, Hạt Kiểm Lâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lúc 1 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, nhận tin báo của nhân dân có xe ô tô biển kiểm soát 36C35610 vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại khu vực G9, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Mường Lát đã quyết định giao trạm trưởng trạm Kiểm Lâm Trung Lý, tổ chức lực lượng Kiểm Lâm thuộc trạm, theo dõi, nắm bắt thông tin và tổ chức kiểm tra phương tiện theo tin báo của nhân dân. Đến 2 giờ 10 phút ngày 4 tháng 6, tổ công tác gồm trạm trưởng Lê Duy Cường và Kiểm Lâm viên Vũ Ngọc Kiên phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 36C35610 đang di chuyển theo hướng về xã Trung Lý. Tổ công tác dùng hiệu lệnh ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, Tuy nhiên, phương tiện nói trên không có dấu hiệu giảm tốc độ và lái xe đã điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác, khiến ông Lê Duy Cường, trạm trưởng trạm kiểm lâm trung lý, bị xe ô tô hút văng vào lề đường gây chấn thương. Ngay sau sự việc xảy ra, tổ công tác đưa ông Cường vào sơ cứu tại trạm y tế xã Nhi Sơn, đồng thời báo cáo lãnh đạo hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương trợ giúp. Sau đó, ông Cường được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát. Qua xác minh ban đầu của công an xã Nhi Sơn, đối tượng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36C 35610 là Nguyễn Xuân Hùng, trú tại thành phố Thanh Hóa. Cũng theo báo cáo của hạt kiểm lâm huyện Mường Lát, tình tiết vụ việc trên cho thấy tài xế xe ô tô biển kiểm soát 36C 35610 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng kiểm lâm, có dấu hiệu của hành vi chống đối, gây nguy hiểm đến tính mạng người thi hành công vụ. Hiện tại, hạt kiểm lâm huyện Mường Lát đã có văn bản báo cáo lãnh đạo huyện Mường Lát, Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa để theo dõi chỉ đạo xử lý vụ việc. Đồng thời hỗ trợ hạt kiểm lâm huyện Mường Lát điều tra xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh. VietnamNet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.